Hello students in grade 2. Welcome back to online class with unit 12, dinner time, lesson 6. Chào các bạn học sinh lớp 2, quay trở lại với lớp học online của chúng ta hôm nay. Chúng ta sẽ học unit 12, dinner time, lesson 6. Now, let's sing a song. Listening 131. Listen and sing, drink your milk. Eat your eggs and drink your milk. Drink your milk. Drink your milk. Eat your eggs and drink your milk. Don't be late for school. Juice, drink your juice, drink your juice, eat your bread and drink your juice, don't be late for school. Here's your water, here's your bag, here's your bag, here's your bag, here's your water, here's your bag, don't be late for school. In order to review some words in previous lesson, let's play matching game. We have 6 pictures and 7 words. In 1 minute, we will match 6 words to 6 suitable pictures. Chúng ta có 6 bức tranh và 7 từ. Trong 1 phút, chúng ta hãy nối 6 từ với 6 bức tranh thích hợp nhé. Here are the answers. 1. Meat. 2. Yogurt. 3. Juice. 4. Carrots. 5. Bread. And 6. Rice. Now we move to the new lesson. Lesson 6. Listening, speaking and writing. Part 1. Listening. Look at the picture. This is a family. They are looking at the menu and talking about the food, desserts, or drinks that the little girl likes or doesn't like. Các em hãy nhìn vào bức tranh. Đây là một gia đình. Họ đang xem thực đơn và nói về món ăn, món tráng miệng hay đồ uống mà cô con gái nhỏ của họ thích hay không thích nhé. Here are some examples. Look at the picture of an ice cream. You will hear, "I like ice cream," and you draw a smiley face. Look at the picture of grapes. You will hear, "I don't like grapes," and you draw a sad face. Nhìn vào bức tranh cây kem, các bạn nghe, "I like ice cream." Các bạn vẽ mặt cười. Nhìn vào bức tranh chùm nho, các bạn nghe, "I don't like grapes." Các bạn vẽ mặt buồn. Now you listen and draw a smiley face or sad face under each picture. Bây giờ các bạn sẽ nghe và vẽ mặt cười hay mặt buồn dưới mỗi bức tranh. Các bạn hãy nghe cẩn thận nhé. Listening 136. Listen and draw. Are you hungry? Yes, I am. Well, let's look at the menu. What do you like? Well, I like yogurt, but I don't like ice cream. I like bread because I like sandwiches. Okay, what else? I don't like meat. But I want an apple, please. I like apples.
Have I finished? Let's listen and check. Number one. Are you hungry? Yes, I am. Well, let's look at the menu. What do you like? Well, I like yogurt. The girl says, I like yogurt. So we draw a smiley face. Number two. But I don't like ice cream. The girl says, I don't like ice cream. So we draw a sad face. Ở câu 2, cô bé nói cô ấy không thích kem nên ta vẽ mặt buồn. Number 3. I like bread. The girl says, I like bread. So we draw a smiley face. Ở câu 3, cô bé nói thích bánh mì nên ta vẽ mặt cười. Number 4. Because I like sandwiches. The girl says, I like sandwiches. So we draw a smiley face. Ở câu 4, cô bé nói thích bánh mì sandwich nên ta vẽ mặt cười. Number 5. I don't like meat. The girl says, I don't like meat. So we draw a sad face. Ở câu 5, cô bé nói không thích thịt nên ta vẽ mặt buồn. Number 6. But I want an apple, please. I like apples. The girl says, I like apples. So we draw a smiley face. Ở câu 6, cô bé nói muốn có một quả táo và cô ấy thích táo nên ta vẽ mặt cười. We move to part 2. Speaking. Now, look at the menu, ask and answer. We have some examples. What do you like? I like eggs and meat. You will have 3 minutes to finish. Chúng ta hãy nhìn vào thực đơn, hỏi và trả lời như ví dụ nhé. Chúng ta có 3 phút để chuẩn bị. Have you finished? Here are some straight answers. What do you like? I like bread and yogurt. What do you like? I like ice cream and carrots. What do you like? I like fish and milk. Now you can practice more at home. We move to part 3. Ready. Writing about me. Write like or don't like in each gap. To me, I like rice and I don't like meat. How about you? What do you like? Các bạn hãy viết vào sách hoặc vở mình thích hoặc không thích món ăn nào nhé. Exercise 4. Circle the contraction of not and might. We have isn't is as is not. Don't is as do not. Aren't is as are not. Look at the example. I don't like fish. It is matched with I do not like fish. Ở trong câu I don't like fish, chúng ta khoanh tròn phần viết tắt của not. Chúng ta có một phút để làm các câu còn lại. Are you ready? Let's check. Number 2. After we circle the contraction of not, we match with C. It is not a banana. Number 3. After you circle the contraction of not, you match with A. They are not my shorts. We do some more work. Write the short form. Number 1.
I do not like apples. We write the short form of do not as I don't like apples. You will have some minutes to do. Chúng ta hãy làm thêm bài tập nhé. Chúng ta viết hình thức viết tắt. Câu thứ nhất. I do not like apples. Chúng ta viết I don't like apples. Chúng ta có vài phút để làm bài tập nhé. Now let's check your answers. Number 2. Her hair is not straight. We write her hair isn't straight. Number 3. They are not circles. We write they aren't circles. Number 4. This is not rice. We write this isn't rice. One more activity. Look at the pictures. Ask and answer. The first picture. Do you like bananas? Yes, I do. Chúng ta hãy nhìn tranh, hỏi và trả lời nhé. Ví dụ, ở bức tranh thứ nhất chúng ta thấy nải chuối. Chúng ta hỏi, do you like bananas? Ở dưới bức nải chuối có dấu tích nên ta trả lời, yes, I do. Nếu ở dưới bức tranh có dấu x, chúng ta sẽ trả lời, no, I don't. Chúng ta có vài phút để làm bài tập này nhé. Now, let's check the answers. Do you like eggs? No, I don't. Do you like bread? Yes, I do. Do you like fish? No, I don't. Do you like milk? Yes, I do. And now, let's take out your pen and notebook to do the following work. Order the words. Number 1, we have I, like, don't, race. We order as the following sentence. I don't like race. Nào bây giờ chúng ta hãy lấy tập bút và làm bài tập sau nhé. Chúng ta sắp xếp từ thành câu. Ví dụ, chúng ta có câu thứ nhất. I like don't rice. Chúng ta viết thành I don't like rice. Chúng ta làm bài và mở lại video để xem đáp án nhé. Let's check the answers. Number 2. Do you like milk? Number 3. What do you like? Number 4. I like yogurt. Number 5. I don't like grapes. This is the end of the lesson. Have a good time, kids. Goodbye.